tại văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cát Lỡ, thành phố Vũng Tàu. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác cá bất hợp pháp IUU. Qua kiểm tra hồ sơ giấy tờ, đoàn ghi nhận công tác quản lý hồ sơ vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn chỉnh. Tại thời điểm kiểm tra, do không có tàu cá cập cảng nên đoàn chưa kiểm tra việc thực hiện các quy định về giám sát tàu qua cảng của cơ sở. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị trong thời gian tới, Ban quản lý cảng cá Cát Lỡ, thành phố Vũng Tàu cần phải làm tốt công tác tổ chức và sắp xếp các hoạt động tại cảng, chú trọng vấn đề vệ sinh trong khu vực. Ban quản lý cảng phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng kiểm soát số lượng và giấy phép của tàu thuyền ra vào cảng, ghi chép đầy đủ các thông tin về việc khai thác thủy sản của ngư dân. Về kia gỡ thẻ vàng ấy, thì không phải là những ngày này mới đi kiểm tra. Trong năm 2019 thì Bộ đã tổ chức rất nhiều đoàn đi kiểm tra ở các địa phương. Thì khi kiểm tra đều rà soát từ sổ sách, lịch trình và hồi nhật ký, đồng thời với cái việc mà đăng ký tàu lên và cơ sở vật chất cũng như hệ thống trang thiết bị đội ngũ. Cơ bản là Bộ đã kiểm tra hết hoặc Tổng cục Thủy sản đã kiểm tra hết. Nhưng hôm nay cũng phải khẳng định sau đợt kiểm tra thì cái sự chuyển biến rất tích cực. Tất cả các cái tiêu chí trong 4 nhóm khuyến nghị trừ cái xây dựng pháp luật thì còn lại 3 cái tiêu chí là đều được các địa phương chấp hành và vào cuộc rất là tích cực. Với cái tinh thần đấy, chúng tôi tin tưởng trong cái thời gian ngắn nhất chúng ta có thể khắc phục cái thẻ vàng. Sau buổi kiểm tra thực tế tại cảng cá Cát Lỡ, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đối với công tác triển khai chống khai thác cá bất hợp pháp IUU, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác cá bất hợp pháp, tổ chức kiểm soát tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến tập huấn về luật thủy sản năm 2017. Hiện tỉnh đã thành lập 6 văn phòng đại diện kiểm tra kiểm soát nghề cá đặt tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác lập sổ sách ghi chép biểu mẫu của các tổ chức quản lý cảng cá cũng như các văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra vẫn còn thiếu sót. Vẫn còn tình trạng tàu cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài và việc chuyển đổi nghề lưới kéo còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, ban quản lý các cảng cá còn thiếu nhân lực có chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị để phục vụ cho việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc luật thủy sản. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm có quy định về chủng loại, thiết bị giám sát hành trình được phép lắp đặt để các địa phương thống nhất triển khai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao những kết quả ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện được trong công tác triển khai chống khai thác cá bất hợp pháp IUU. Ông Phùng Đức Tiến đề nghị các sở ngành địa phương của tỉnh nhanh chóng rà soát và đề ra biện pháp giải quyết triệt để những hạn chế còn tồn tại, không thể chậm trễ trong việc tháo gỡ thẻ vàng của EU.